Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Thực phẩm sạch hay bẩn. Thưa quý vị, thực phẩm bẩn đang là nguyên nhân hàng đầu gây ra các căn bệnh ung thư và nó chiếm tỷ lệ 35% trong số các nguyên nhân. Bàn về thực phẩm bẩn trong thời đại hiện nay, số ca bị ngộ độc thực phẩm hàng năm nằm trong khoảng từ 250 cho đến 500 ca. Trong đó phải có đến 7.000 cho tới 10.000 người nhập viện và khiến cho 100 cho đến 200 người tử vong trong con số đó. Và điều đáng lưu ý hơn là những thực phẩm này lại đang được chế biến và bán tràn lan tại khu vực các cổng trường học, khiến cho giới trẻ phát cuồng như là xúc xích, trà sữa, khô gà lá chanh, cá viên chiên hay là nem chua rán. Phía sau những món ăn vặt được các em ca ngợi là ngon khó cưỡng này, khiến cho nhiều người sẽ phải giật mình kinh hãi. Mời quý vị và các bạn cùng với ekip của Thực phẩm sạch hay bẩn đi tìm hiểu sự thật phía sau top 5 món ăn đặc sản đường phố khiến cho giới trẻ phát cuồng ngay sau đây. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại cơ sở sản xuất và phân phối nem chua rán. Thay vì sử dụng thịt lợn là nguyên liệu chính làm sản phẩm, bột và các phụ gia là những thứ được thay thế thịt cho vào sản phẩm này. Bằng cách này, dù trong thời kỳ thịt lợn đang trở thành biểu tượng của người có tiền như hiện nay, những chiếc nem chua vẫn có giá xỉ vô cùng rẻ, chỉ 1.000 đồng. Cá viên chiên làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Cá viên làm từ chất phụ gia. Thế nhưng cá viên chiên, nem chua rán lại là món ăn vặt hấp dẫn, yêu thích của nhiều bạn trẻ. Tại các cổng trường tiểu học, trung học, sau tiếng trống vang lên, đó là thời điểm giờ vàng của những quán đồ ăn nhanh như cá viên chiên, xúc xích, gà rán, khoai tây. Và với túi tiền của những em học sinh thì không có quá nhiều lựa chọn liên quan tới nguyên liệu hay nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Bán nhiều không? Sáng sinh học thì bán nhiều, sáng nhiều. Mấy cân hơn. Không chỉ có học sinh mập mờ về nguồn gốc nguyên liệu, mà ngay cả những người bán hàng cũng không dám khẳng định cá viên, nem chua rán đảm bảo về chất lượng và an toàn. Cái này mỗi ngày bán được nhiều không chị? Em sao mà em đến được? Có nhiều loại chúng ta phải có một loại đây. Ngày nào có người đưa hàng? Vâng, nhà em thì ngày nào cũng phải có người đến đưa hàng. Ngày nào nhà em cũng vậy. Chắc ăn cá viên chiên nhiều nhỉ? Nhiều loại. Có những loại nào mới không? Hơn 20 loại. Đây là hình ảnh tại một xưởng gia công cá viên chiên, nem chua rán tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội đang diễn ra rất bận rộn. Những túi nguyên liệu không rõ nguồn gốc được người đàn ông này lấy từ kho đông lạnh, đổ trực tiếp vào máy cùng một số các chất phụ gia để tạo độ mềm và dẻo cho sản phẩm. Và tất nhiên mọi khâu chế biến chẳng có sự bảo hộ nào khi mà bản thân nguyên liệu vốn rất mơ hồ. Thế nhưng chủ cơ sở này lại khẳng định với chúng tôi, cá viên chiên, nem chua rán này có chất lượng tốt hơn các mặt hàng thương hiệu và giá cả lại hợp lý. Kiểu mình đi dạo hay đi chào mình nói thẳng luôn là cái hàng này là nó ngon và đắt tiền hơn. Kể cả người ta đi hỏi ấy, ở ngoài thì nó cũng là giá cao hơn. Ở bên mình có làm được thêm được cái gì không? Nem bán cổng trường, bò viên này, rau củ. Cá viên chiên là sản phẩm được chế biến chủ yếu từ các nguyên liệu đông lạnh. Chính vì để kinh doanh có lãi, tăng tính cạnh tranh, thì việc phối trộn nguyên liệu giá rẻ cùng nhiều chất phụ gia không phải hiện tượng hiếm gặp ở các cơ sở gia công cá viên chiên. Theo các chuyên gia, cá viên chiên làm không đúng tiêu chuẩn, bị phối trộn nguyên liệu kém chất lượng, sử dụng các chất bảo quản phụ gia không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư cao. Đây được coi là đầu mối cung cấp thực phẩm cho Hà Nội. Không khó để chúng tôi tìm được khu vực chuyên đổ buôn gà. Tại đây, gà có thể lý giải bằng hai nguyên nhân, giá rẻ và nhu cầu lớn. Đáng nói, khoảng 90% gà tại đây là đông lạnh và không giấu kiểm dịch.
Hay nói cách khác, sẽ chẳng bất ngờ gì nếu những lườn gà, đùi gà nguyên liệu này dễ bị nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp. Chị ơi, cho em hỏi với, nếu mà mua gà mà để làm khô gà lá chanh thì lấy gà nào? Gà này. Lấy gà này ạ? Ừ. Mày bây giờ bao nhiêu tiền cân đấy chị? 6 nhất. Lấy của cân về chứ. Lấy cân hơn đi được rồi. Cách gian hàng gà đông lạnh không xa. Đây là cửa hàng cung ứng gà khô lá chanh số lượng lớn. 120.000 đồng 1 kg là giá 1 kg gà khô mà cửa hàng đưa ra. Xúc xích làm từ lòng gà. Xúc xích dùng hóa chất. Thế nhưng xúc xích ở đây rất là ngon ạ. Cháu ăn rất thường xuyên ạ. Đây là hình ảnh tại một xưởng gia công xúc xích tại Bình Đà, Hà Nội. Da gà, nội tạng gà chứa một lượng lớn chất béo, đặc biệt chứa nhiều hạch bạch huyết của gà, làm tăng nguy cơ nhiễm độc cao cho cơ thể, vẫn được tận dụng. Bởi vì với các chủ hàng tại đây, xúc xích là món ăn có thể làm từ bất cứ nguyên liệu gì, miễn sao có giá thành rẻ nhất. Tại các khu chợ đầu mối nguyên liệu như chợ Đồng Xuân, việc tìm mua được những nguyên liệu làm trà sữa trân châu có nguồn gốc từ Trung Quốc là không hề khó. Sữa bột 1 kg chỉ 70.000 đồng. Trà mạn 45.000 đồng, pha được 20 lít trà sữa. Trân châu chỉ 20.000 đồng 1 kg là những nguyên liệu chính để tạo ra một ly trà sữa thơm ngon bắt mắt. Những nguyên liệu rẻ gấp vài ba lần thông thường, không nhãn mác và bất cứ thông tin nào về sản phẩm đang hàng ngày được bày bán công khai tại nhiều chợ đầu mối nguyên liệu. Trong vai những người cần mua số lượng lớn nguyên liệu về mở tiệm trà sữa, nhóm phóng viên Sạch Hay Bẩn đã di chuyển đến chợ đầu mối Đồng Xuân. Tại đây, ngay sau khi ngỏ ý muốn mua các nguyên liệu làm trà sữa số lượng lớn, người chủ cửa hàng nhanh chóng giới thiệu cho chúng tôi đủ loại nguyên liệu khác nhau. Tôi có đồ để trà sữa luôn không? Có cái gì? À, có hương vị nữa. Hương sâu. À. Người này cũng không ngần ngại chia sẻ, trân châu và các nguyên liệu trà sữa được bày bán tại đây chủ yếu là những nguyên liệu có nguồn gốc từ bên kia biên giới. Thế cái hạch khô có hạch tàu không? À, cái trân châu khô và trân châu của tàu không? Đấy, của ấy đấy. Cái hôm trước của tàu đấy ạ? À? Ừ, của trường đấy. Trường Lạc đấy. Trường Lạc. Cái túi mà màu xanh xanh như kìa. Thì có cái túi trà to của ấy mà, cũng có túi trà to của tàu mà, rồi phải mua cái túi thái cho nó đó. À, của tàu 70.000. Ừ, đấy, như thế. Thì nó không phải trà thái này, trà thái nó xịn hơn. Vị trà xanh của tàu nhá. Cái gói trà xanh nhá. Gói trà xanh á. Cái gói trà xanh á. Nó là của tàu màu nó xanh như cái kia vườn, nhưng mà nó gói 1 cân. Thờ đằng này có chỗ nào không có lấy. Cái này bao nhiêu lít được? Ơi. Nhiều lắm. Đến phải được 50 lít đâu. Cái này nó phải gấp đôi. Đấy, những cầm được 50 lít. Cái này nó hương vị thơm lắm. Dạ. Hương vị nó thơm mùi bà Hà. Xanh, ngon lắm. Thắc mắc về cách thức đóng gói của những túi trân châu, tại sao lại có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng lại có nhãn mác là chữ Việt Nam, người này cho biết. Cái trân châu này sao nó chữ Việt Nam mà sao vẫn mà cháu mới lấy cái trường lạc kia kìa. Hay là nó cũng là cái trường lạc đấy. Nó là trường lạc bên này nhưng mà bây giờ nó đi kiểm tra rồi. Nó trường lạc mà. Trân châu nước mì quy trường ngọt yên tâm nó ngon nó thành thật trong đây đấy là tại vì người ta phải ăn
Cô dâu của mình thì có. Cái hôm trước là đối với cô mình hay là cô bảo cho con trở lại. Mình hai tôi ngồi tôi về rồi. Nhưng mà tàu nó bắn mạng rồi. Nó chạy luôn. Bán đi luôn hỏi chuyện lắm. Tại Trung Quốc, quê hương của món trà sữa này có rất nhiều vụ bê bối liên quan đến trân châu, nguyên liệu chính của món trà sữa được rất nhiều người yêu thích. Thậm chí, đài truyền hình Trung Quốc đã từng đưa tin phát hiện được nguyên liệu trà sữa làm từ đế giày, bỉm trẻ em. Tại các khu chợ đầu mối nguyên liệu như chợ Đồng Xuân, việc tìm mua được những nguyên liệu làm trà sữa trân châu có nguồn gốc từ Trung Quốc là không hề khó. Vâng thưa quý vị, hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều món ăn vặt mà chất lượng và điều kiện vệ sinh được kiểm soát tốt. Tuy nhiên thì cũng không thể phủ nhận những món ăn như là nem chua, cá viên chiên hay xúc xích đang được tiêu thụ với một số lượng rất lớn. Một phần vì giá rẻ, phần khác vì sự tiện lợi. Song rõ ràng, chính giá rẻ và sự tiện lợi của những sản phẩm này lại đang là dấu ấn quá nhiều mầm mống gây hại đối với cơ thể. Và phần tin vừa rồi của chúng tôi cũng đã khép lại cho chương trình Thực phẩm sạch hay bẩn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Nếu cần góp ý, phản ánh hay hỗ trợ, quý vị hãy để lại comment phía bên dưới để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa. Quý vị đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin cập nhật tiếp theo.